Huy xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Hôm nay thì Huy sẽ giới thiệu cho quý anh chị những chiếc xe 7 chỗ, 8 chỗ mà Toyota Tân Cảng bên Huy đang có. Những chiếc xe số tự động cũng như là những chiếc xe số sàn nha quý anh chị. Vì dạo gần đây thì rất là nhiều khách hàng quan tâm đến những chiếc xe như Fortuner nè, rồi những chiếc xe Innova chính hãng tại Toyota Tân Cảng bên Huy. Thì hôm nay Huy cũng sẽ giới thiệu sơ cho quý anh chị. Và hiện tại thì bên Huy đang có chương trình là thu mua xe cũ nha anh chị nha. Những chiếc xe lướt chất lượng thì bên Huy đang hỗ trợ thu vô cái giá cực kỳ tốt cho anh chị nào có xe mà cần định bán á, thì liên hệ để Huy định giá cho quý anh chị. Rồi mình sẽ đi nhanh nha anh chị nha. Innova 2021 đi 18.000 km thôi các anh chị. Đây là cái form mới, mẫu mới nha anh chị nha. Xe còn rất là mới, màu bạc, số sàn. Đây anh chị, biển Bình Dương. Và hiện tại thì chiếc xe này đang được bên Huy niêm yết giá là 682 triệu. Đây 18.969 cây số. Trang bị đầu DVD, có camera hành trình, camera xe, càng số rồi còn rất là đẹp nha anh chị. Chủ xe vẫn giữ được cái bộ ghế nỉ. Nội thất bên trong là màu đen, lót sàn, những cái miếng chống trầy ở mặt lên xuống. Thì xe thì anh chị không phải lăn tăn gì cả. Đây là chiếc lướt, chiếc xe lướt, chất lượng còn rất là ok luôn. Và phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay lên đến 75% với lãi suất khá là ưu đãi nha anh chị. Rồi tiếp theo đây là chiếc xe Fortuner máy xăng một cầu 2015 các anh chị. Đi đúng chuẩn 79.000 cây. Xe còn rất là mới và đẹp. Máy xăng một cầu, một chiếc xe SUV gầm cao, 7 chỗ rộng rãi của Toyota. Là một trong những cái mẫu xe được khách hàng đánh giá rất là cao về cái độ đầm chắc và khả năng vận hành, độ tăng tốc. Càng số, xe trang bị hộp số tự động như các anh chị. Vô lăng 4 chấu ốp gỗ bọc da. Hệ thống điều hòa tự động. Đấy, bọc ni lông trần, mọi thứ còn rất là đẹp. Và hiện tại thì chiếc xe này đang được Toyota Tân Cảng bên Huy niêm yết giá là 538 triệu thôi các anh chị. Xe mang biển số tỉnh các anh chị ha. Đấy, biển số ở Đồng Nai. Hiện tại thì khách hàng ở Đồng Nai, Bình Dương là những khách hàng mà đã ủng hộ bên Huy rất là nhiều, bán xe cho bên Huy rất là nhiều luôn. Và tiếp theo đây là chiếc xe Fortuner máy xăng một cầu nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, sản xuất cuối năm 2021 và đăng ký vào đầu năm 2022. Màu trắng ngọc trai rất là đẹp, được trang bị camera 360 độ, đèn full led có tính năng tự động bật tắt, có cảm biến khoảng cách ở phía trước, mâm 18 inch, được sơn màu xám rất là đẹp, vỏ là còn nguyên bản theo xe. Này, camera 360 độ ở gương bên tài, công tắc rồi, cửa thông minh nha anh chị nha. Công tắc lên xuống kính là auto tự động chống kẹt ở tất cả các cửa luôn. Có gương gập điện. Đấy, những cái miếng chống trầy ở bật lên xuống. Lót sàn xung ly, ghế chỉnh điện 8 hướng, 7 túi khí. Do ghế màu đen theo xe. Hộp số 6 cấp lần đó chị. Có chế độ Eco, chế độ Power. Đầu DVD Android. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập. Có gương chống chói tự động trong xe. Ở trên trần thì chủ xe đã bọc ni lông trần rất là sạch sẽ luôn. Vô lăng bọc da. Và trên vô lăng thì chúng ta sẽ có được lãi chỉ số trên vô lăng các chị. Đó, tạo cảm giác thể thao, khỏe khoắn cho chiếc xe. Rồi đàm thoại đánh tay, điều khiển giọng nói, điều chỉnh âm lượng. Có công tắc điều khiển Cruise Control. Đây các chị nha. Và khởi động bấm Start Up. Ok, xe mới đi được có 22.000 cây. Và hiện tại thì chiếc xe này đang được Toyota Tân Cảng bên Huy niêm yết giá là 998 triệu các anh chị. Một chiếc xe Fortuner máy xăng. Xe được trang bị cốp điện luôn nha các chị nha. Theo xe, những tính năng cân bằng điện tử đều có hết. Xe được trang bị 7 túi khí. Và đây là chiếc xe Innova số sàn, được sản xuất vào năm 2019 với giá niêm yết là 560 triệu các anh chị. Biển số thành phố. Có trang bị camera 360 độ ở phía trước, ở hai bên gương và phía sau. Cùng với đó là hệ thống đèn đèn bi được chủ xe nâng cấp lên, màu đồng bánh kim. Đây, vỏ còn khá là dài, quý anh chị mua về chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Một trong những cái màu mà được khách hàng đánh giá rất là cao về chất lượng. Dán phim che mưa, tắp bi cửa đây anh chị, còn rất là mới. Những cái miếng chống trầy ở bật lên xuống. Đấy, ghế phối hợp giữa hai màu nâu và kem.
Hộp số có chế độ Eco, chế độ Power, đầu DVD, DVD Android. Ô tô chuẩn của xe là 113.195 cây số. Đầu Android thì có tính năng dẫn đường cũng như là ghi hình nha quý anh chị. Và bọc trần thì đã được trang bị trần 5D. Đấy, xe rộng rãi thoải mái. Anh chị mua về sử dụng cho gia đình khá là ok luôn. Và bên cạnh đây là chiếc xe 2015 với giá niêm yết là 398 triệu quý anh chị. 8 chỗ rộng rãi, lót sàn, ghế da, bọc ni lông trần, phù hợp cho quý anh chị mua về chạy gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ. Bền bỉ, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ. Đã được trang bị đầu Android ZTEC cùng với đó là camera hành trình ghi hình. 8 chỗ gầm cao quý anh chị. Và tiếp theo, đây là chiếc xe Innova số sàn, được sản xuất vào năm 2019, biển số ở Bến Tre. Với odo của xe là 63.000 cây. 63.000 cây, giá niêm yết 568 triệu. Xe màu bạc, được trang bị lót sàn Simili. Bộ ghế thì vẫn giữ bộ ghế nỉ theo xe. Đầu CD. Hộp số thì có chế độ Eco, kiềm nhiên liệu cũng như là chế độ Power. 7 thu khí, cân bằng điện tử có đầy đủ ha. Chắc xe còn rất là mới, thì quý anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị. Tiếp theo đây là chiếc Innova 2019 màu trắng đã được khách hàng đặt rồi các anh chị. Và hiện tại bên Huy cũng có một chiếc 2020 màu trắng tương tự như chiếc xe này. Và Innova 2020 đi được 51.000 cây. Với giá bán của sản phẩm đang được Toyota Tân Cảng bên Huy niêm yết một mức giá rất là tốt, 617 triệu và đang hỗ trợ giảm giá tốt nha quý anh chị. Chiếc xe này thì hiện tại bên Huy cũng đã có khách đặt cọc và đang làm hồ sơ ngân hàng. Thì sơ bộ một số những cái sản phẩm đã được hoàn thiện khâu làm đẹp Marukuri thì Huy cũng thông tin cho quý anh chị mình nắm. Và tiếp theo Huy mời quý anh chị xem những cái sản phẩm mới vừa về cũng như là những chiếc xe bên Huy đang đưa đi làm đẹp là Marukuri ạ. Tiếp theo là chiếc Toyota Innova số sàn được sản xuất vào năm 2017, form mới, kiểu dáng, thiết kế mới nha các anh chị. 2017, biển số thành phố, đây anh chị, những chi tiết nhựa như anh chị thấy, gò lăng, lưới cản, rồi hệ thống đèn, về màu sơn và vị trí những đường gang cũng như là vỏ. Thì chiếc xe này cá nhân sử dụng, gia đình đi cũng khá là kỹ. 2017, hiện tại xe này đi được 87.000 cây số, 87.000 cây số. Và Toyota Tân Cảng của anh Huy thì đang niêm yết chiếc xe này với giá chỉ có 492 triệu thôi các anh chị. 492 triệu đây các anh chị. Đấy, phiên nhắc bảo dưỡng của xe anh chị nhìn ha. Thì đây là một trong những cái chiếc xe anh chị mua về sử dụng cho gia đình tại giá phải chăng. Anh chị nhìn cần số này. Rất là đẹp luôn anh chị. Một số xe bên Huy thì cần số 2018, 2019 vẫn không đẹp bằng chiếc này. Thì với một chiếc xe gia đình đi với một mức giá khá là vừa phải thì đây là một trong những cái sản phẩm để anh chị mua về sử dụng cho gia đình cũng rất là hợp lý, tiết kiệm. Và với phía tài chính Toyota thì cũng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay lên đến 60% các anh chị nhé. 60%. Anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì liên hệ để Huy tư vấn cho anh chị được rõ hơn ạ. Và trước mặt Huy đây là chiếc xe Toyota Innova số sàn các anh chị, được sản xuất vào năm 2018 màu đồng ánh kim. Anh chị nhìn không? Xe rất là đẹp luôn. Và đây là một chiếc xe mà khách đang định bán các anh chị. 2018 mới có 33.000 cây số. Thực sự anh chị tìm một chiếc xe như thế này trên thị trường không có nhiều đâu các anh chị. 33.000 cây số cực kỳ hiếm luôn. Số sàn anh chị nhìn cái gai vỏ này nha. Đây, còn nguyên bản theo xe. Đây các anh chị. Và tuần thứ tư của năm 2018. Gai gió rồi anh chị. Anh chị nhìn này ha. Rất là đẹp. Và đây là cái phần bệ bước chân được trang bị. Và ở trên gương thì có trang bị một cái gương
nhỏ như thế này, nhưng nó rất là lợi hại các anh chị. Có thể quan sát được cái phần bánh ở phía sau khi mà ve đó các anh chị, tuyệt vời luôn. Còn đây keo sùng á thì còn nguyên bản nha, nguyên bản ở trên cửa rồi cũng còn nguyên bản hết. Và đây phần vỏ sau bên tay, đấy, dài cực kỳ dài luôn. Và tuần thứ tư của năm 2018 đó, vỏ là còn theo xe hết và còn rất rất là dài. Vỏ xe cua cũng vậy, gầm bệ đây anh chị xem những cái tem ở trên cái cầu và những chi tiết còn rất rất là mới, đúng chuẩn 33.000, 33.000 dán phim che mưa hết rồi. Còn đây là phần tắp bi cửa, để đi giữ cực kỳ kỹ luôn. Chú cũng lớn tuổi rồi cho nên là đi giữ cực kỳ kỹ. Rồi những cái miếng ốp chống trầy, lót sàn, sim ly, anh chị nhìn những cái đường ray như thế này đó, cực kỳ chuẩn đẹp. Và đây là bàn đạp côn, bàn đạp thắng và bàn đạp ga. Đây ô đô chuẩn này anh chị, 33.539 cây số. Nhìn mặt đồng hồ tắp lô và những vị trí này, đấy anh chị thấy chưa, vỏ là còn theo xe, côn kiết đạp nhẹ nhàng nha, cực kỳ nhẹ luôn. Ghế đã được bọc da, đấy còn rất là mới. Đây cần số đây các anh chị đó. Hộp số thì có chế độ eco, chế độ power và đặc biệt cái đầu DVD là trang bị đầu Android rất là đắt tiền, và có camera hành trình ghi hình, có dẫn đường, có camera gear đầy đủ, và kể cả cái chiếc máy bay ở trên tắp lô là cái chiếc này á, là trời nắng á, là nó sẽ quay các anh chị. Và khi mà anh chị không chỉ là để nó quay đâu, là mình mở ra mình đổ cái nước thơm á chị, cái nước hoa đây, ở trong này có một chai nước hoa đây vào bên trong, thì khi mà nó quay á thì nó sẽ tản cái đẩy cái mùi hơi hương ra, nó rất là dịu. Rồi nè, găng ghiếc đồ mọi thứ còn đẹp lắm đó, 2018 nha anh chị, còn mới tinh xe rất 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 là chuẩn luôn. Đấy thì cũng gửi đến thông tin sơ bộ ha. Đó, cái bệ bước chân này, bệ bước chân đó, cả miếng khoảng cách ở phía sau đó, đèn nè ha, đấy sáng trưng luôn. Xe vỏ là còn theo xe nè, đấy cây vỏ đây dài lắm, tuần thứ tư của năm 2018 đó, mọi thứ là mới tinh ha, mới tinh đấy, mới tinh các chị, đèn này đó sáng trưng luôn. Và mình xem qua về phần động cơ nha, động cơ thực sự đây là một chiếc xe cực kỳ cộp, trên thị trường không có đâu các chị. Đây động cơ cụm ABS heo thắng, những cái ống cao su đấy, hơi dơ thôi, còn mọi thứ là ken sô ben đẹp cực kỳ luôn. Ok, Toyota Innova số sàn 2019 biển thành phố, một chiếc xe rất là mới, màu đồng ánh kim. Bên Huy đang hoàn thiện khâu làm đẹp Marukuri, vỏ còn nguyên bản theo xe. Này các anh chị, tuần thứ 37 của năm 2019, có dán phim che mưa. Bên trong thì chủ xe vẫn giữ một cái bộ ghế nỉ theo xe, những cái miếng chống trầy ở bật lên xuống, lót sàn Simply. Odo hiện tại là 59.124 cây số. Đây cần số các anh chị. Hộp số thì có chế độ eco, chế độ power. Vẫn giữ được bộ đầu CD nha quý anh chị. Trang bị bọc trần 5D. Đấy, rộng rãi. Rộng rãi. Thì anh chị mua những chiếc xe như thế này về, chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Không cần phải làm bất kỳ vấn đề gì cả. Bên Huy đã tiến hành làm đẹp, làm maru vệ sinh sạch sẽ. Với giá niêm yết hiện tại của sản phẩm là 582 triệu, 582 triệu, Innova số sàn 2019. Đấy, cửa ra đóng còn rất là chắc nha quý anh chị. Và phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay lên đến 70% giá trị của xe ạ. Toyota Innova số tự động của anh chị được sản xuất vào năm 2018, màu đồng ánh kim, với trang bị hộp số tự động 6 cấp. Và đây là một trong những chiếc xe gia đình đi khá là kỹ. Dán phim đã được trang bị nha quý anh chị, có chống trộm, có báo động chống trộm. Đây là phần tắp bi cửa. Và với số tự động thì ở những vị trí này được thiết kế là ốp nhựa đen bóng, gập gương
thì trang bị cặp gương bằng điện. Và lót sàn cũng đã được chủ xe trang bị. Bàn đạp thắng, bàn đạp ga còn rất là mới luôn. Odo chuẩn của xe là 93.249 cây số. Thì bên Huy là đại lý chính hãng cho nên là xe cây số bao nhiêu thì bên Huy để vậy các chị. Đó, cho nên là anh chị hoàn toàn yên tâm, Odo chuẩn, không phải tua như ở bên ngoài. Đó, hộp số 6 cấp, chuyển số êm dịu và khả năng vận hành tuyệt vời với chế độ tiết kiệm nhiên liệu Eco cùng với chế độ Power rất là khỏe khi mà anh chị sử dụng. Hộp hệ thống điều hòa tự động có tính năng auto tự động bật tắt nha anh chị nha. Đầu DVD có đầy đủ hết, tấm lót cách nhiệt cho phần tắp lô. Ở trên trần thì có dải đèn LED màu xanh dương, buổi tối nó sẽ ánh lên rất rất là đẹp luôn quý anh chị. Mới vừa về và hiện tại bên Huy đang đợi hoàn thiện khâu làm đẹp tại hãng. Đó, xe 8 chỗ rộng rãi thoải mái, chẳng đoạn cầu sau có khai để đồ mình sử dụng, có vị trí để ly cà phê, có tựa tay luôn quý anh chị, có tựa tay luôn, đây là vị trí mình để tựa tay đấy, có để ly cà phê chính giữa luôn. Ok rồi, dải đèn LED màu xanh dương, buổi tối nó ánh lên rất là đẹp. Hệ thống điều hòa tự động, xe có hai dàn lạnh và mỗi hàng ghế đều bố trí những cửa gió điều hòa. Ở phía trước thì có 4 và phía sau là 2 cửa gió điều hòa. Đó, gầm bệ còn rất là mới. Thì anh chị nào quan tâm đến chiếc xe này thì liên hệ để Huy hỗ trợ tư vấn cho anh chị. Số tự động 2018 với giá niêm yết 602 triệu. Và phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay lên đến 65% ạ. Vừa rồi Huy cũng đã giới thiệu cho quý anh chị một số những cái sản phẩm mà Toyota Tân Cảng bên Huy đang có. Quý anh chị có nhu cầu về sản phẩm nào thì vui lòng liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình để Huy có thể tư vấn cho anh chị được rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để anh chị mua về sử dụng cho gia đình. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Và dưới phần góc bên phải màn hình có nút đăng ký, anh chị vui lòng nhấn vào nút đăng ký để có thể đón nhận những cái sản phẩm, những chiếc xe chất lượng mà mới về. Vì khi xe về Huy sẽ đăng lên thì anh chị sẽ là những cái người đầu tiên thấy được cái sản phẩm Huy đăng. Thì anh chị thấy chiếc xe đẹp chất lượng thì liên hệ sớm ạ. Huy xin kính chào và hẹn lại quý anh chị. Chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe ạ.